chim chích chòe nữa các bác này. Đấy. Hello, xin chào các bạn quay trở lại đến với kênh BB Núi. Hôm nay mình lại có dịp đi bản chơi. Thì các bạn thấy hay ấy, thì nhớ like, share và ấn đăng ký kênh để ủng hộ BB Núi nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau đi từng nhà. Bây giờ mình đến một nhà người dân bản ở đây rồi, nhưng mà không thấy ai ở nhà này các bạn, nhìn thấy khóa cửa đằng sau kìa. Đấy. Để mình ra xem. Thì hôm nay trời cũng khá là nắng và nóng nữa, cho nên là bây giờ gần trưa rồi mình tới nơi các bạn ạ. Thì mình cùng đi xem hôm nay có chó đẹp hay không nhá. Ok, let's go. Nắng to lắm các bạn, đi cháy hết da các bạn. Gần trưa nữa. Ở đây là họ nuôi trâu ở gần nhà luôn, buộc trâu ngay nhà luôn này, các bác này. Đấy. Nhà này hình như cũng không có chó. Chào thanh niên nhá. Có một mình nhà đây à? Ừ. Ấy à, cho gà ăn à? Cho anh đi xem thăm chơi tí nhá. Ồ, nước này mát quá nhỉ, cho anh rửa chân, rửa tay cái nhá. Đây, tí mình xuống dưới nhà dưới này xem có chó không các bạn nhé. Nghe thông tin là anh em có hai con trắng, chưa biết thế nào các bạn. Bây giờ mình xuống xem. Nước này không tắt à em? Hay nước mạch cứ để thế thôi? À. Đây là có máy bơm, máy bơm nước này, không biết xịt đi đâu. Ở dưới này nuôi cái gì đây em? À, con lợn. Nhiều lợn thế. Lợn mái để thấp thế này chả nóng. Ô, thế nhà mà mình không đi chăn trâu à? Hay là đi thả về rồi? À, thế à? Ở một tí mới đi. Đấy, họ để kho ngô ở đây, sát đây luôn này. Nhà không cần vách đâu quá. Đây, trên này, trên nóc này không cần vách luôn. Đấy, để này cho nó mát. Đấy, xe pháo để ngoài hết này các bác ơi. Rồi, bây giờ mình xuống dưới này xem nhé. Đi qua con này. Đường. Đấy. Đường đá này không. Đấy, trâu. Trâu cái. Trong này có một con nữa. Đấy, làm chuồng trâu. Ý da, lợn con. Bụng của nó cãnh rồi các bác ạ. Trống này mới choai sướng này. Ui, cửa dài ngoãng à, có tuổi rồi các bạn. Đấy, gà cung cúc cung cúc, mùa này là gà nở các bạn. Đây, cùng xuống đi xem. Ui, có mấy con gà lông xước kìa. Gà lông xước này cũng rất là hiếm các bạn, thi thoảng mới thấy một con. Mùa này họ đang làm ruộng các bác, nhìn dưới kia. Đấy. Chị bác Hà đang làm ruộng để cấy lúa, cho nên anh em đang rất là bận, thậm chí đi nhiều nhà không có nhà đâu các bạn. Đấy, như em vừa mới qua mấy nhà thế này chẳng ai nhà cả. Đấy, đi xem dưới này xem. Gió to, cái cây mai này rơi xuống đây nhìn quá nhỉ. Ống nước, ống nước treo trên dây thép này các bác này. Đây à, lấy nước từ tận trên kia này các bác à, chứ không phải gần đây đâu. Đấy. Đấy, nước lấy từ trên đồi xuống các bác, lấy hẳn từ trên đồi xuống luôn. À, rất là mát, có nước các bác. Đấy à, buộc dây cáp chứ không phải dây bình thường đâu các bác. Nhưng mà nước nó vẫn đưa cái dây võng xuống này. Nhìn rất là xa luôn. Người dân đưa nước về tận trên đồi xuống. Chắc trên kia nhiều mạch nước lắm. Kia, ở trên kia cũng có. Đây.
nhìn đồi chọc thôi nhưng mà vẫn có nước rồi. Đấy, nhìn ống nước dòng sang tận bên này luôn này các bác này. Đấy, trên kia không phải dây điện đâu mà là dây ống nước các bác ạ. Dây đấy hình như có vẻ căng hơn thì phải. Đấy, họ quấn mỗi vải không. Đây này, quấn mỗi vải không này. Đấy, dây rất là đơn giản, đơn sơ luôn các bác. Dưới này có hai em gà này. Hai gà đang bới. Trong kia đã có xuất hiện một chú chó rồi. Nhìn chó như con mèo, chân rất là dài. Ai nhỉ, gớm nhỉ, hai con liền. Ba chân đen, một chân trắng. Đấy, thế là lạ ấy. Trời nóng quá, máy cũng nóng theo các bạn. Gớm nhỉ, thôi không ở nhà rồi. Nhà này chắc không có chó đẹp rồi. Nó đi sang bên này đi. Ở đây xuất hiện vài em chó rồi kìa. Đã thấy con chó nào rồi. Ui, đường khó đi quá các bạn. Đấy à, còn đeo chuông à. Chó đeo chuông các bạn ạ. Em chó tí. Ông kia ông đi làm à? À thế à? Con này giữ phết nhỉ? Còn đeo cả chuông nữa. Đuôi cụp hẳn xuống này, nhìn không thấy đuôi luôn. Con này bông bông thôi nhỉ? Không xù mấy nhỉ? Không xù dài lắm. Trong này có con chó con mới đẻ này. Có đây à, toàn đen nhỉ, đen với nâu xám. Nhìn con này. Này được mấy ngày á nhỉ, được một tuần rồi nhỉ. Không để ý à. À nhà anh ở Simacai à? Ở lên đây thăm ấy à? Thăm ông ạ. Ấy chà. Nhiều thứ thế. Đây ông anh dẫn em sang bên này xem con chó vậy. Chào chị nhé. Có làm việc à? À vừa ngồi vừa thêu à? À bây giờ hiện đại nhỉ, nhìn điện thoại là biết rồi. Xem con này xem nào, xem con trắng bên này này. Nuôi nhiều gà phết nhỉ. À. À con này là con cái, tai dựng rồi. Bạn này là sủ bông các bác ạ. Sủ bông. Xem đúng nữa. Nhà lại không ngoài nhà rồi nhỉ. Lại đi chăn trâu hết rồi, nói chuyện gì. Xem đúng nữa. Nào há há xem nào.
À. Bây giờ cấy rồi anh. Con này xù bông rất là dài các bạn. Đuôi rất là dày các bạn. Đuôi khá dày, đuôi khóa trái các bác này. Đó, bạn này đuôi khóa bên trái. À, đốm đầu lưỡi đã, nhưng mà đốm một tí ở đây thôi. Đốm đầu lưỡi. Gớm mà. Há to thế. Ngủ không chán à? Xù hai lớp luôn rồi các bạn. Đấy, một lớp dài và một lớp ngắn này. Bạn này rất thích cái này. Cũng rất là thích. Một tay vảnh lên rồi, một tay chưa vảnh. Bạn này xù tay vảnh các bác. Đấy. Xù bông tay vảnh. Ấy da. Em này cũng trắng bông luôn các bác. Trắng bông bông này. Nhìn rất là đẹp luôn. Em này thì mập hơn này. Em cái này mập hơn này. Còn bạn đực này thì hơi có vẻ hơi gầy các bác ạ. Đấy, hai em cho về đây cùng một chỗ. Mát mẻ nhá, sảng khoái chưa? Mình kiểm tra em kia thì đốm đầu lưỡi, còn em này thế nào? Nhạt thế nhỉ? Chụp vào lồng. À, em này đốm lưỡi các bác ạ. Đuôi khoăn xoăn khóa chìa khóa luôn này các bác này. Đấy, đuôi khoăn xoăn chìa khóa. Đấy, đốm đầu lưỡi luôn nhá. Hai em này đều đốm lưỡi. Một em đực, một em cái. Như cùng đàn các bác. Cùng đàn nhau. Đấy, nhìn khá là thích. Xù bông nhá, không phải xù tiết mù, xù bông các bác. Xù bông nhá. Mà là đợi mãi ông chủ không về này. Thì cũng gọi điện về rồi nhưng bảo đang chăn trâu chưa về được. Đấy. Yêu chưa? Nhìn hai em rất là ngoan. Dậy nào. Đây đấy. Đây đấy, nhanh 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 nhanh. Em này đuôi xoăn tít nhìn rất là thích các bạn. Xin nhắc lại nhé, em này là giới tính đực này, em kia giới tính cái này. Đó. Thoải mái luôn, thích luôn. Đây người nhà. Con này để làm giống được. Bây giờ thay lông đi. Con này thay lông mới nhìn đẹp, mượt. Đấy các bạn, ông chủ ở nhà này đuôi vảnh lên này. Hai em kia cũng thế, bắt đầu ra nghịch rồi đấy các bạn. Bạn này dáng to, người to nhỉ. Này mà phải nói là mập nhé, mông tròn vo này đấy. Cái đuôi bông lau đẹp nhỉ, được cái đuôi. Người thì cũng không dài lắm, xù bình thường. Ai à, sao được, ui lông mượt thế nhỉ, lông cũng rất là dài luôn, người cũng rất là dài, lông trưởng thành lúc nào cũng, nó cũng dài thế này mà. Con này đẹp, con này mập này, được cái mập này. Này thả nó đi chơi luôn đấy nhỉ. Này. Ừ. Không đi mà. Nhưng mà thả đi chơi đấy. Nó đi chơi luôn nó mà. Phải là phải xích này thì mới quay được, không mà thả đi là chịu. Chạy lên đồi luôn. Con này đang chửa hay sao? Chứ. Không. Bụng to to. Không, nó ăn nhiều lắm. À nó ăn nhiều thôi đúng không? Mập nhỉ. Rất là mập.
đẹp thật, nhìn trắng tinh luôn các bác. Đây em kia cũng thế. Ôi con kia nó chui xuống tận dưới kia nó vệ sinh rồi. Nó chạy xuống tận dưới này nè. Có làm sao không chú? Kể nó sẽ nó tí nó lên nhỉ. Nó đi vệ sinh nè. Mình lên mình thả này còn được đi vệ sinh luôn, nó sướng nhất này. Đẹp lắm các bạn ạ. Bông 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 bông. Nhìn giống này mới sạch sẽ này nhỉ. Sao sướng. Lớn này đốm lưỡi. Đốm đầu lưỡi. Răng trắng các bạn ạ. Răng rất là trắng đều nhé. Ui dồi, chạy nhanh nhỉ. Ôi buộc cao đấy chú. Không tới à. Đứng một lúc quen rồi đấy nhỉ. Mới liếm mới sờ đấy. Cái này lông mượt. Được. Ông không về chịu à. Chị nó sao về mà. Đỉnh cho nút nó bao nhiêu răng đá trên đá. Cháu tưởng nó xù xù hẳn cơ, nhìn đẹp. Nó lại bông bông này. Con đừng có chúng nó ép nhà nó. Rồi, ở đây tạm thời nhá, hôm nào có bác nào bắt thì đi về nhá. Nghe chưa? Nghe chưa? Đấy, hai em Tráng Sinh nhá, các bạn nào kết thì nhớ liên hệ mình cho nó lại trên kênh nhá các bạn nhá. Rồi, ok. Bye bye nhá. Này, đôi bông lau xù rất dày luôn các bác nhá. Đấy. Không phải nghĩ luôn. Đấy các bác ạ. Ây da. Rồi nằm yên ở đây nhá. Đi về đây. Vừa rồi mình quay cho các bạn mấy em trắng rất là xinh các bác ạ. Đấy các bạn thấy mà những em đấy xinh xắn đáng yêu thì nhớ ấn nút like mạnh và chia sẻ video này cho mọi người xem đều biết đến chó sù Bắc Hà các bạn nhé. Vâng, cảm ơn các bạn. Các bác mà mới xem video ấy thì nhớ đăng ký kênh để xem những thông báo mới nhất nhé. Rồi, cảm ơn các bác và các bạn. Gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bởi vì là trưa quá rồi, bây giờ mình phải về thôi. Nắng rát hết cổ rồi các bạn. Rồi, ok. Cảm ơn các bác nha. Hẹn gặp lại các bạn và các bạn trong những video tiếp theo nhé.